Okay. So, 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 ừ. OK, rồi tính tới thời điểm thi uh, thật đúng không? Thi JMT tháng bảy này thì sẽ rơi vào ngày mùng bảy tháng bảy. Vì vậy là chúng ta sẽ còn khoảng hai uh, tuần rưỡi nha các bạn người nhỉ Hai tuần rưỡi nữa, thì chúng uh, tôi vẫn đang tiếp tục triển khai các kỳ thi thử giúp mọi người có thể là uh, tham gia thi và đánh giá năng lực cũng như là ôn tập lại kiến thức của bản thân. Thì không biết là ở đây có bạn nào đã từng tham gia hai đợt thi thử lần trước ạ? Nếu mà chưa kịp tham gia thì cuối tuần này nhá, bắt đầu từ tối ngày mai ạ, à, 19 giờ tối mai nhất định mọi người hãy vào cổng thi thử của Dũng Mô Đi và đăng ký thi cấp độ mà mình đang học nhá. Ở kỳ thi thử lần này thì Dũng Mô Đi có đưa vào các tính năng rất là mới mẻ, ví dụ như là có bảng xếp hạng top 100 này sẽ giúp mọi người ghi danh, ghi tên của mình trên bảng xếp hạng, tức là 100 bạn có số điểm cao nhất và nộp bài sớm nhất. Tiếp theo là sơ đồ đánh giá năng lực. Cái phần này thì sẽ giúp mọi người là chỉ cần nhìn qua sơ đồ này thôi, mọi người cũng tự đánh giá được là bản thân mình đang mạnh phần nào, đang yếu phần nào bởi vì số điểm có hiện thị rất là rõ ạ. Ok không? Tiếp theo đó là mọi người có thể xem lại được đáp án ngay sau khi làm bài thi. Cái phần này rất là quan trọng ạ. Chúng ta sẽ ưu tiên về chất lượng hơn số lượng đúng không? Mình làm một đề thế nhưng mà mình kỹ Mình làm chắc cái đề đấy Thì mọi người sẽ xem lại là mình làm đúng câu nào Làm sai câu nào Và cuối cùng đó chính là có thể theo dõi kết quả Qua từng đợt thi Xem mình đang có tiến bộ hay không Điểm của mình đang tăng lên hay tụt xuống Để mình có chiến lược và làm bài tốt hơn Đó, thì mọi người nhớ lốt nịch này Thì tất cả các cuối tuần Dũng Mô Đi đều triển khai, đều mở cổng thi thử Nên tất cả mọi người hãy tranh thủ Tham gia nha Đấy, còn ngày hôm nay thì tiếp tục với series livestream 8 tuần thì chỉ còn 2 tuần rưỡi nữa thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào buổi ngày hôm nay đó là chữa về phần chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp của N3. N3 như các bạn học N4 này và N2 mọi người cũng có thể xem tham khảo nhá Bởi vì chắc chắn là trong đề thi sẽ có một chút xíu câu dễ hơn hoặc là câu khó hơn. Được chưa? Rồi với 10 câu đầu tiên thì

通訳、通訳、翻訳入ら、翻訳。はい。<coughs> はい、お、もう一回何か <laughs> マイクワさん、マイクワさん、そうはい。あマイティ・レイさん、そうはい。トワンさん、そうはい。ケウガさん、そうはい。クイトプさん、そうはい。トンジ、フェンジ。うん、<coughs> もう一回何がマイロンさん、そうはい <coughs>。はい、これは簡単ですね。<coughs> はい Đúng rồi. À, tập ăn đúng là số 2 nhé. Su ya ku. Hai. sao tôi làm uh, phiên dịch viên. Hai. Su là phiên dịch viên nhé. Hai. và su ya hơi nhìn giống nhau nhưng mà hôn thì là viết dịch khô văn nhé. Nên là phải có kỹ năng rất là chính xác. Còn su ya thì là phiên dịch ngay tại đây hai người nói chuyện bằng uh, hai ngôn ngữ khác nhau. Nên là tất nhiên là phải chính xác nhưng mà cùng lúc phải à, uh, ぜひよ、ちょ、はい、ぐよい。で、ね、な、こて、こう、こう、ほん、ほんやく、てぃばい。この、つやくば、ほんやく、ていらさい。ほんこ、どない。にゅてない。らさいね。はい。OK、いいですかってぴったよ。<laughs> <laughs> はい。あの先生は、〜ななににしそうだった。あの先生は、〜ななににしそうだった。はい。お、ばいないくんぜにょ〜。 もは,ばはいら、はいはい、あいみなさん一番選んでますね各番ちょんそうもにゃオッケーオッケー優しそうですか、はい、あの先生はこうあいはらたいあいちょん何やに <coughs> ただ優、はい、しそうだった優しそうこげらかいと優しい講座にゅう意味やちょんこべちょんとぶとぶ

厳しそうです、うん、はい任先生はどうかな厳し,い厳しくないよ厳しくないですか、はい、優しいです優しいよかった、はい、よかった、はい、次ですねはいはい <coughs> 鈴木さんがえー、何々くれましたはい鈴,鈴木さんが何々くれましたはい <coughs>、はい、アインスズキーダーランズィーチョウミンダーランズィーズチョウミンロイ ソモはい。バーハイラボン。みなさん、一番ですね。今、コンゲラジ。変えて、コンゲラ、あー、友達。変えます、コンゲラジの。加えます、捕まえます、伝えます。コンゲラジ。そも。はい。いいですね。みなさん、一番選んでますね。でも、意味は何ですか マコトイザンティ、実家、校内にゃ。レイさん、そうですね。タイロイ。はい。そうですね。変えます。こげら、タイ、タイロイね。ゾミラ、交換します。はい。タイロイ、変えずにゃ。ブライティ、ホームゾウさん。今、アイン、いインスズキだ、タイ、タイロイ、タイロイ、町民ロイ、族民。はい。今、加えます。加えます、こげらずや。テーマは thêm vào đúng rồi nếu mà sử dụng chữ này thì có nghĩa là thêm hay là bổ sung mọi người thấy quen không chữ gia trong từ tham gia ấy. thế cho nên gia ở đây là gia tăng là thêm vào đúng rồi Hai. ai đó còn bắt 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 tội phạm hãy scamay 例えば tức là con đồng hồ scamay mất hãy bốn bản truyền đạt mất truyền truyền đạt truyền đạt 皆さん、いいですか <laughs> これ、簡単ですね。次です。はい、4番。今月は何々が多かった。今月は何々が多かった。ちょんたんない。ない、にゅうてなお、にゅう。はい。祝日、休日、休日、はいら、祝日。うんか、本校にょん、ぜにょん。 ngày nghỉ quy tốc sàng tuấn đang sàng ngăn sàng cũng số 2 Ngăn sàng số 2 rồi bài này cũng không khó gì nhỉ hãy kêu đi tự sửa đấy xin đi kêu là ngày nghỉ ai, với lý do nào đó ngày ngày đi ra nghỉ đi làm, nghỉ đi học chẳng hạn còn sức đi tự bạn sức có nghĩa là gì ạ? À? sức là ngày lễ một ngày ai cũng thích đúng không chỉ mong đến ngày này thôi Ừ <cười> 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 ngày lễ, hoặc là các bạn sống ở nhật thì chắc gọi là lịch đỏ này đúng rồi có bạn thu phương cũng comment đây này mọi người hay gọi là lịch đỏ đấy đúng không à đúng rồi đúng rồi lịch đỏ so hay tức là cũng là ngày nghỉ nhưng mà những ngày nghỉ mà chính phủ đã xác định nó hay còn kiu nichi là sai nhé cũng có cũng không có cách đọc shoku cũng là sai ạ hay kiu

中華なお。もうハイバーヘラボン。キンホンさん、ソーボン、ハインさん、ソーボン、マイクワさん、ソーボン、ソボン、ドン、ゾク、ドンでああ、そうですね。コンゾク。バロンさん、実家、コないー、町内、購入ドン、ゾクに。さすが、ロンちゃん。すごいですね、ロンさん。Okay、皆さん。 À, số đúng là số 4 nhé. Sakamichi là phải sử dụng chữ này. Sakamichi hay đường đèo, đường dốc, à, đường dốc. Hay. Còn số 1 là Iwamichi này. Iwamichi um, từ này ít sử dụng nhưng mà có nghĩa là con đường mà nhiều bờ đá ấy. hơi hơi to một tí. Nhưng mà Iwamichi cũng là cái tên của người. À, không phải là tên mà là họ. Họ. Họ, um, họ tên họ. Iwamichi-san giống như là Nguyễn Sản Vũ Sản ừ. yeah, nhá, Michi Còn Itamichi, Michi Ita là gì nhỉ? Tấm ván à? Ừ, tấm ván Tấm ván nhưng mà Không có đường tấm theo ván Theo mình nhỉ? biết thì <laughs> ừ, mình nghĩ là không, không có từ này Đấy Tức là Ishimichi nhá ishi cũng thỉnh thoảng sử dụng từ này <laughs> Ví dụ mình đi chùa hay là đền thì là có có con đường cái gì nhỉ? Đường có nhiều đá nhỏ ừ. Ừ. Đá nhỏ Việt Nam hay gọi là sỏi mọi người

皆さん、どれですか分かりますかフォン・ <S <S ウェンさん、そモッド<ん>はいはい、マイティ・レイさん、ソもウェン・ウェン・ズイ・ティンさん、そモウォップさん、そもトゥフ・フォン・さサン・クン、そもいいですね。ルン・ズイ・マン・ウィア、そも、中年や、冷えます。ははい、チョーク・ケティ・スズ、開封、冷えます。 hiemas còn đồ ăn đồ ăn bị lạnh rồi thì không sử dụng nha nhé nói là samemas samemas hơi khác nhau hai. số hai, chữ này là chữ gì đây samui đúng không samui sử dụng cho nhiệt độ thời tiết hai còn số 3 đây là đá này khô đi đấy đá là sai nhé sai hai khi là thấp 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 trong trường hợp này thì cũng là sai 冷えて、はい <coughs>、次です。この文章を訳してもらえませんか。この文章を訳してもらえませんか。はい、訳してこげら、はファイスと中半なもはいば、バハラボン。<laughs> はい、皆さんコメントしてくださいね。どの漢字を使えますか。ワン三そうも 1一番はこげらごくさんそうもこげらどんさんそうもたんさんじそうですねはい訳しますぞみ翻訳ね翻訳するがさんもそうですねはい OKOK、OK, OK、そうです、はい、翻訳します訳します1番ですねはいそうそうそう この文章を訳してもらえませんかこの文章を翻訳してもらえませんかはい。この、そうはい。じゃない、こらずに。じゃない。じゃない、半月らずトゥエだ。トゥエ、そうです。トゥエですね。はい。with ディウトゥエ小説るはい。ディウトゥエ小,、はい、小説。はい。はいら。はい。説ね Đến sẽ tự viết như thế này thì là có nghĩa là Cái gì nhỉ? Chuyển, truyền thuyết nhé Chuyển thuyết Hay. Còn số 3 Chữ này Chữ này có nghĩa là ký Ví dụ nhật ký Nhật ký Nhật ký đấy nè Nhật ký Sử dụng chữ này Nhật ký có nghĩa là nhật ký Hay. Đây, chữ này Ai cũng biết hết rồi Là ngữ Hay. Nhận ngữ giữ mô đi Nhật ngữ giữ mô đi Nhật ぬですね。言語。バオロンさん、説明。そうですね。説明だ在庫。はい。こう、こっちずっとい、どんんないこうどう、こりょほどんばこげらにゅはい。バオロンさん、記憶。あ、いいですね。バオロンさん、すごい。記憶こげら、きうか。きう。そうですね。はい。てぷたはい。相談ほ、こないほいざい。優勝できるように、 毎日頑張って練習している。はい。優勝こげなぜよ。優勝できるように毎日頑張って練習している。はい。優勝こげなぜはズン中な。もはやばはや、い、らぼん。とっちょうさんそうはい。ぶうさんそうはい。ズンさんそうはい。ワンさん,そう,、はい、ん,さんそうはい。うん。 chắc do ngày Jeopardy sắp tới rồi mọi người học giỏi quá, hi, vô sản vô vô địch, số đề sẽ yêu show không là vô địch, giành chức giành chức vô địch, không cái là yêu show nhá, hi, rồi để có thể yêu show để có thể vô địch, tôi hàng ngày tôi cố gắng luyện tập, luyện tập luyện tập gì nhỉ mình không biết, chắc <laughs> là bóng đá, chẳng hạn サッカー、バスケットボールとか、野球とか、スポーツですね。多分スポーツかな。うん、たぶん。はい。フンさん、そうはい。フンランさん、そうはい。ミンさん、そうはい。チーさん、そうはい。はい。これは、そうはい。優勝。はい。今日は、タン、ぜひ、ルーン。今日は、そうも。今日は、優秀。優は

Nobel show Dành cho những người mà cung hiến cho Các gì nhỉ Cung hiến cho nhân loại rất là nhiều à, Giống như là thầy dùng Ninh sân sê Xứng đáng <laughs> Hay, còn... Cái chữ này cũng gọi là Show nhưng mà Nhưng mà khác nhỉ Chứng Chứng minh thư là Show mê show không? Chứng minh thư chứng, chứng Chứng minh Hai Mình đã xảy ra xưa わかりやすいですね。はい。に人形見。お、各番、高雑誌に各番、トンパクにゃう。チェンコメントみんなら Vlog。<laughs> OK。装置にゃ、これいにゃ。とても暑かったので、スーパーで買ったアイスクリームが家に着く前に何々しまった。とても暑かったので、スーパーで買ったアイスクリームが 家に着く前に何々しまった。とても暑かった。ただのんざっのんねんら、アイスクリームビッグニューでなぞい。アイスクリームは、けんのんけん。はい。とて、のんい、けんビッグちゃいや。ちゃい。のろい。ちゃいざ。ざっごう。ちゃいてら、そうも、はい、はいらよ。そうなさん、そうはい。チョーさん、そうはい。うんらさん、そうはい。 チーバオさん、ソハイトケテ、そうです。クイトプさん、チャイヘッ、ソハイ、トゥイさん、トゥイさんは、ヘラトゥイさん、ソハイ、ナーさん、ソハイ。お先生、おい、はい、タン、タンマ、こげらじらい。同じ同じ、はい、あ、そう。えー、私、知らなかった。<laughs> タンマですかああ。トゥー、モイ、チョー先生。 ビザノン、年会見ウォッチはウェイ、でんにゃ、だ、タンチャイ、いいですね。いいですねはい、これ悲しいですね。先生もあります。子供の時、こういうことがありました。はい、残念。どうごい。どんな素範囲が、溶けてしまった。ビッチャイだろい、タンチャイろい。このそうも、燃えますらチャイ。燃えます、チャイ。この冷めて。冷めますら、ラインリード。 いんいスープが冷める食べ物によく使いますね。うん、はいこう枯れます。枯れます。存在なら、木が枯れます。いううはい、そうですみ、ね、な、うん、さんわかりますか、はい

นิ่งมาฝ่ายนิ่งเท่าไหร่ล้านสันสบงเลี้ยงสันสบงใครจะกุมโลกอันนิ่งหนึ่งชั่วโมงชาวสันสบงอ่าสบงไม่ได้หรอโอเคล้านสันสบไฮสบไฮอีเซ่นนะดาวสันสบงไม่ได้มินสันสบงฮงสันสบง có nghĩa là ý này có nghĩa là gì nhỉ? Ừ? Trong chong vong Bin sang, ý này có nghĩa là trong vòng, hai, Xuân số bốn, Bảo Long số 4. rồi, ok, ok. Chỉ cả câu này, câu này có nghĩa là gì nhỉ? Hai, Vi Nguyễn sang số bốn, phải ăn trong một tiếng, đúng rồi, trong vòng một tiếng, hai. Soですね, hai. 何でも食べていいが、一時間以内、一時間以内に食べなければなりません。食べなければならない。ファイアンチョンフォン持ってんや。サマフはい。サマフって言ったらどうぞよ。はい。先生、時間、入まいフォあんねんに。はい。以外、以外、こんげらない。以前らはちょくだい。後ら、サウド、サウモッンでもはい。ねな、ので、ンチョンホップないって、いな うい超、はいな皆さんわかりますか、はい、もし分からなかったらコメントしてくださいね。タオレさん、タオレさん、アンカイジくん力、ニュンアンチョンボン、モッティン。そうですね。はい。はい。リン先生、お願いします。はい、ありがとうございます。OK、1回目の会談です。 Hôm nay rất dễ. <laughs> rất dễ đúng không mà thầy Umeda giải thích cũng rất là dễ hiểu phải không nhỉ? Bạn nào mà cảm thấy dễ hiểu thì thả like cho Sen nhá. Like nào mọi người ơi. Ok. Ở đây thì Dũng Modi đang tiếp tục triển khai lớp luyện đề cấp tốc online ở cấp độ N3, N2 và N1. Bạn nào có quan tâm thì có thể tham khảo thêm nhé. Nội dung thì sẽ giúp mọi người chữa đề quá khứ GLBT ở các năm cũ này và mục tiêu là sẽ tăng 20 đến 30 điểm trước kỳ thi và giúp mọi người có những chiến lược, có những kỹ năng làm bài sẽ tự tin hơn khi đi thi thật. Hình thức học là online ạ, à, qua web hoặc qua app của Dũng Mô Đi. Ok. Tiếp theo, sang 10 câu gọi là khó hơn một chút xíu thôi. Đúng không? OK, tiếp là người ta sang số ではだ。はい、11番はどうですか皆さん。どれを選びましたかフンウィさんチョンバー、トゥイテンチョンバー、チャーミウオバー、サクラバー、OK、よかった。すごいですね。3番、ガラガラ。 Uh, đây là một từ lái đúng không mọi người Và từ lái thì bắt đầu từ N3, N2, N1 là mọi người gặp rất rất là nhiều rồi Trong trường hợp này thì mình thử dịch câu trên nhé Có bạn nào dịch giúp sensei được cả câu ví dụ á Gara gara thì có khá là nhiều bạn dịch là vắng tanh vắng ngắt rồi, chính xác rồi Thì mình sẽ dịch như sau nhé Món ăn đúng không? Hoặc là đồ ăn của nhà hàng này thì vì nó không ngon Oshikunai đúng không? Cho nên là tên này tức là Mise no naka ni, đúng không ạ? Là bên trong cửa hàng lúc nào nó cũng vắng tanh bởi vì không ngon nên nên là vắng khách không có khách mà phải không vắng tanh chùa bà đanh ok lá tử sàng y để nè có bạn nào biết chùa bà đanh ở đâu không rồi bây giờ chúng ta thử tham khảo ba đáp còn lại nhá ý chí bằng fura fura chite có bạn nào đã từng học qua ba từ còn lại rồi mọi người comment tiếp nào số 1, số 2, số 4 mang nghĩa là gì? Fura fura minasan. Imi wa nan desu ka? Ừ, ok. Fura, fura có nghĩa là chóng mặt hoặc là những người hay thay đổi, không có chính kiến đấy mọi người. Nhớ nhá, fura fura có hai nghĩa, một là chóng mặt này, đó, hai là hay thay đổi. Còn gusuri thì dễ quá đúng không? Gusuri to ne dự cả là nói về mình ngủ rất say, ngủ ngon giấc, đúng không nào? Số 4, ukkari. Ukkari là lỡ uh, lơ đễnh hoặc là vô ý làm cái gì đó ví dụ như là lỡ quên mất rồi ức ca đi quá tạ Mọi người đã từng nghe những cụm từ này bao giờ chưa? Bạn nào mà biết rồi thì rất là tốt, có bạn nào chưa biết thì mọi người memo lại học thêm nhá. Đúng rồi, ukkadi wasude được là một cái từ hay đi kèm với nhau. Tiếp tục nha, câu số 11 mọi người ơi. 12 rồi, 12. Ichi wa muri ka ga nani nani wa renshuu shitai. 12 đi cả lớp mình ơi. Ok, sân Trường Sàng Ichi hayai desu ne. 3 bảng. Osoraku. Ok. Hoka no hito wa Khát thắng sàng 2, ít nhất lường là chọn 3 Thủy tiên 12, 2 Thảo Lê 1, út rồi Có 3 đáp án khác nhau rồi, 1, 2, 3 rồi Lệ thương chọn 2 Qua nào chọn 4 nốt cho đủ bộ tứ không? Chi bảo chọn 2 Sukuna của tổ mộ là tối thiểu Bảo Long chọn 2, ít nhất Bồng bóng chọn 2 Quân Nguyễn Kiều chọn 2 hai là phần đông tuy nhiên thì cũng có một số bạn chọn ba nữa đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi đến kết quả nhá. Hai nhá, ni bằng des. Sukuna mộ là ít nhất là tối thiểu là. Tại sao chọn hai thì chúng ta thử dính lên nghĩa trên nhá. chi wa tức là một ngày có thể này có thể sẽ đi, không thể hoặc là quá sức đúng không? Nhưng ít nhất là tôi muốn luyện tập 8 tiếng một ngày. Có bạn nào đã từng ôn thi JLPT hay học tiếng Nhật 8 tiếng một ngày chưa? Chê nhớ hồi ngày trước mình ôn thi ấy, đặc biệt là N3, N2 mọi người nhá Thậm chí có những ngày lên tới 12 tiếng, mình học xuyên suốt luôn Không biết mệt mỏi bởi vì lúc đấy trong đầu mình lúc nào cũng sực sôi cái cái ý định đúng không? Sực sôi cái mục đích là mình phải đỗ bằng được, mình phải đỗ điểm cao Một ngày thì có lẽ là không thể nhưng tôi muốn luyện tập ít nhất 8 tiếng, ok rất tốt Ờ chính xác rồi, số 3 nhá Osora cự có một số bạn chọn 3 này Thì cái từ này là có lẽ nó sẽ khá là tương đương với từ ta vượn Mọi người thấy quen chưa? Ta vượn cũng là có lẽ thể hiện cái sự suy đoán đúng không? Tuy nhiên thì Osora cự sẽ gọi là lịch sự hơn và khách quan hơn được Thường được sử dụng trong business đi mọi người Trong văn viết là nhiều nhá Rồi vậy là số 3 không được Số 1 thì sao? Akumade đấy Ừ chính xác kế lâm sàng nha Số 3 bằng với ta vượn còn số 1 nào, số 4 thì dễ quá đúng không? scoshi là một chút, một ít Các bạn đã biết số 1 không? Comment giúp sen với ạ à? bằng quá Do you mean ka? Akumade à, Ok desu ne Rồi, akumade chúng ta sẽ dịch là uh, Cho đến cuối cùng hoặc là suy cho cùng Ví dụ nhá, suy cho cùng thì anh ấy vẫn Giữ cái quan điểm đấy, không chịu thay đổi chẳng hạn Đúng không? Nhớ nhá Akumade suy cho cùng hoặc là cho đến cuối cùng thì Ừ, đúng rồi, có lẽ có thể sẽ đi với đuôi đà đồ Ok, ok chúng ta tiếp sang câu số 13 nha Saikin kono kawa wa mizu ga hetta ki ga suru Tìm từ đồng nghĩa với từ hetta nào mọi người Hetta Saikin gần đây này, kono kawa, đúng không? Con sông này, mizu, nước, chấm 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 Ki Từ đồng nghĩa nào, moto chikaku, Nam vàng đẹp Hai ạ. À? Ừ. Thái Nguyên sẵn chọn hai. Lương là hai. Ok. Sukuna cử tạ. Tuyên hà hai. Ok. Chính xác. Đáp án là hai. Sukuna là ít đúng không? Còn na đựng là thiện sự thay đổi là trở nên ít đi. Tại sao nó đồng nghĩa là bởi vì cái động từ hết tạ là lấy động từ nguyên gốc là Hề đự. hề đi mát có nghĩa là giảm xuống. Đúng không mọi người? Mực nước giảm xuống thì tức là nó đang bị bị ít đi. Ok không? Sông cạn dần chính xác ạ. À? đó là dạo gần đây đúng không thì tôi khi sư đệ tôi cảm thấy là dòng sông này đang bị cạn dần rồi, đang bị cạn nước đấy mọi người, ít nước đi. Gần đây tôi nhận ra nước của con sông ít đi, chính xác như Quỳnh Sang nha. Số 1 thì lại bị ngược lại đúng không? Nó là u kurunata, tức là trở nên nhiều hơn. Số 3, kide ni trở nên sạch sẽ hơn và số 4, kitana kunatta, trở nên bẩn hơn. Không được đúng không? Giảm xuống bằng ít đi phương Nguyễn Sang rất tốt. Đấy, nhanh chóng chúng ta chuyển sang câu số 14 nào. Câu nào dễ thì mình đi nhanh nhanh một chút mọi người nhé. Chắc là các bạn bên Nhật cũng sắp vào làm rồi đúng không? Nên chúng ta tranh thủ. Câu 14 này. Kare wa dare ni na jitsuryoku o Bài này thì yêu cầu thứ nhất mọi người phải đọc được chữ Hán. Chữ Hán này. Tiếp theo là tìm từ đồng nghĩa với nó. Toàn là những chữ Hán và từ vựng của N3 thôi nhé. Mai cua sẵn chọn một Số 1 thì đọc là gì nào? Kế Lâm chọn 3. Ừ. Điệp bạ. Ok, chào Mi Vũ chính xác. Chữ này đọc là Địp bạ nạ. Hãy điệp bạ Xuân Trường chọn 1, Thúy Nguyễn chọn 3. Lộng lẫy, lòe loẹt ừ. à, 14 là 1 à? 1, ok. Mọi người cứ tự tin comment đáp án của mình đi. Còn đúng hay sai thì cả lớp mình sẽ cùng chữa sau. Nguyễn Thảo chọn 1, một là ha đệ lòe loẹt đúng rồi, lường là chọn một. Một là lòe loẹt phải không ạ? À? Ok, đáp án sẽ có ngay tức thì. Số 1 mình đọc là ha na đúng không? Ha đệ là lòe loẹt sắc sỡ, nói về màu sắc hay là quần áo ấy ạ. Ờ bạ còn trên bài là dipa đúng rồi. Dipa thì sẽ là tuyệt vời, lộng lẫy chính xác. Tuyệt vời, lộng lẫy. Thế cho nên là hai cái này có bằng nhau được không mọi người nhỉ? Có phải là đáp án số 1 không? Dipana ừ. Bạn nào chưa biết thì cách đọc chữ Hán là Dipana Có nghĩa là tuyệt vời, tuyệt hảo nha Con số 1 Hadena là màu sắc, sạc sỡ hoặc là loè loẹt rồi chúng ta đi đến phương án nha chốt nhá Đáp án chính xác là ba mọi người ạ Có khá là nhiều bạn đang bị nhầm Đúng không? Mọi người bị hiểu nhầm sang đáp án số 1 Là là gọi là tuyệt vời đúng không? Sẽ đồng nghĩa với màu sắc lè loẹt sặc sỡ Nhưng không phải ạ Bởi vì ở đây chúng ta sẽ đi liền với từ Jitsuyoku cự có bạn nào biết không ạ? cự Đây là chữ thực và chữ lực đúng không? Mình có thực lực màu mè sặc sỡ loè loẹt được không? Nó làm gì có màu sắc mà miêu tả đúng không ạ? Cho nên đáp án chính xác quay xe đi mọi người ơi rồi có một số bạn đã quay xe thành công này Bạn Trang Trần Huyền đúng không? Chọn 3, Bảo Long 3 mới đúng Tọ đúng rồi Uh, số 3 là từ vựng của N2 à? Ừ. Mọi người cứ xác định tinh thần nhé. Đi thi N3 sẽ có một chút của N4 và một chút của N2 ạ. À. Còn như các bạn đã comment quay xe thành công rồi đó là Migoto. Đây, đáp án này đọc là mi go to được chưa? Mi go to bằng với dipana có nghĩa là tuyệt vời. Được chưa? Ok desu ka? Tuyệt vời, đáng khâm phục, tuyệt hảo đúng không? Nên mình sẽ dịch câu này là gì nhỉ? Anh ấy có năng lực hoặc là thực lực đi rất tuyệt vời mà ni mộ mà kê này là sao nhỉ không thua kém bất cứ ai đúng không ừ ok chính xác hai mày comment đúng rồi nhá thế còn số 1 chúng ta nói rồi này số 2 số 2 và số 4 nào số 2 mình đọc là sư na u hay sư nào là dễ bảo này, là ngoan ngoãn này, nói về tính cách là thường đi với trẻ con đúng không? Là đứa trẻ này rất là ngoan ngoãn. Còn số 4 mình sẽ đọc là Jimmy. Jimmy thì từ này chính là từ trái nghĩa với số 1 đấy mọi người, một cái là lòe lòe sặc sỡ còn một cái là giản dị mộc mạc. Không phải là địa vị đâu Thảo Lê sàng nhá. Địa vị nó phải là từ chi y. Đó, còn đây là từ mi là chữ vị đúng không? Mặc dù là Hán Việt là địa vị thật đấy nhở <laughs> Thế nhưng mà không phải là nói về địa vị cấp bậc gì đâu nhá Mà nó là giản dị, là mộc mạc Đó, nếu các bạn không biết từ nào thì memo lại nhanh mọi người nhá Tiếp theo câu số 15, một câu cai va và... ngắn thôi ạ Ok, sẽ thử đọc nhá Kê watashi ga denwa shinakattara anata wa nani nani datta no yo Kyou mo chigoku shite kattara mata okorareta kamoshirenai Arigatou ne Thế là bạn bè đúng không? A và B là mô giá trị bạn bè nói chuyện với nhau và cả bốn đáp án thì đều chứa chung một từ vựng một chữ hán đó là từ chi cố cự đúng không? Chi cố cự là bị muộn chủ yếu là các bạn phải nhớ ngữ pháp nha nó sẽ đụi đi với cái đuôi gì có thể hơi mất thời gian hơn cho mọi người phân vân chọn đáp án đúng không? Chờ một chút nhé 30 giây bắt đầu xem bạn nào nhanh nhất nào. Ok, sân trường Ichiban no Hito. Chọn một, Chikoku Sudan. Chikoku Sudan Date no Yo. Thúy Nguyễn chọn ba, Chikoku Sudan ừ. Tokoro. Thảo Lê chọn bốn, Chikoku Shio Toshita Tokoro. Mọi người khác nhau quá đáp án bara da quá. Phương Nguyễn chọn ba, mà Hà Anh bốn, Ngọc Nhung hai. Ồ, vậy là có đủ bốn đáp án rồi mọi người. Đủ bộ tứ luôn rồi đấy. Nguyễn Khánh chọn 3, Mai Hồng 3, Thủy Tiên 3 Hoàng Tuyến 4 ạ à? ừ, Kim Hoàng 3 ô câu này khó thế hả à, mọi người Câu này dễ nhận thế à Trà Mi 3 Minh Châu 3, Ngô Thị Bình 3 Ok, rồi không sao Chúng ta sẽ chốt đáp án là 3 Và mọi người sẽ lắng nghe phần uh, Giải thích cũng như là cách dịch Để mọi người có thể hiểu hơn tại sao câu này chọn 3 nhá Bạn A nói là gì nhỉ Sáng nay này nếu không có điện thoại của cậu thì À Agomen Watashi ga đúng không? Sáng nay nếu không có điện thoại của tớ thì cậu có thể hoặc là cậu suýt nữa mà chi cô cứ được tokoro datta tức là suýt nữa cậu bị muộn học đấy. Được chưa? Vì vậy chúng ta sẽ nhớ theo ngữ pháp nhá. Tokoro này, Tô Đạt datta đằng trước nó sẽ là V đự hoặc là V nai với ý nghĩa là suýt nữa thì làm V hoặc không làm V. Suýt nữa thì muộn học này hay suýt nữa thì không đỗ này. Ok, thế cho nên mình sẽ chọn ba nhá. Suýt nữa thì muộn học. Thì bạn B mới trả lời lại là nếu mà hôm nay tớ mà muộn học tiếp thể nào cũng sẽ bị thầy giáo mắng cho mà xem. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Thế chứng tỏ là bạn ấy chưa muộn đúng không? Chỉ là suýt thôi. Thế cho nên bắt buộc sẽ chia V đự. Venai cộng Tokoro tạ suýt nữa thì các bạn số 1 này chỉ có cửa sư đựng thì nó chỉ là sư đựng là là sẽ muộn đúng không thì không được này số 2 chỉ có cửa cà đi. cái này thì học nó 4 rồi về tạ bà cà đi vừa mới đúng không vừa mới ăn cơm xong vừa mới tắm xong còn số 4 số 4 chúng ta chia làm đôi nhá à, cái thứ nhất đó là vô thể ý chí này ý chí vô tốt sư đựng hoặc vô tốt sẽ dịch là có ý định hoặc là cố gắng làm V hay không làm V Còn tiếp theo sẽ là V tạ cộng với Topodo cũng là vừa mới Đúng không? Rồi cùng một câu nhưng mà chúng ta ít nhất đã ôn được qua ba ngữ pháp đúng không mọi người nào? Tiếp nhá, câu số 16 Hai chưa đâu cơ bản cư cự và tenin đúng không? Kết cự là ông khách, ông ấy nói là gì nhỉ? Mô chốt tổ akadui đô nô Nain desu ka Tenin sao? Nhân viên Đếp ạ, ô kết sao mạng? Kore nani nani ikaga desu ka? Ok. <laughs> Số 1, nan te hai ya 4, nan Thủy Tiên sang 16 em chọn 1 nan te. Ok. Các bạn khác thì sao nhỉ? Không dài đúng không? Kore gì được đây? Kore nani nani ikaga desu ka? Phan Thị Ngân chọn 1. Ừ. Trần Hiền 1 nan te. Hai, Nguyễn Liên một, ok, mọi người thử đưa ra phương án dịch cho câu hỏi này nào sẽ dịch trước cho thoại bên trên nhá, khách hàng này Đó là, cửa hàng có cái quần áo nào mà có màu sắc akadui, đúng không? Màu sắc tươi sáng hơn một chút không? Ví dụ màu này tối quá mình không thích đúng không? Mình thích uh, gọi là sáng sủa một tí Nên mình bảo là, cửa hàng mình có cái bộ quần áo nào mà sáng sủa hơn không? Màu sắc tươi sáng hơn không? Thì nhân viên mới bảo là, à thưa quý khách đúng không? Ok cơ sao ạ? Cái này cố đệ ví dụ đưa cho ông này một cái màu đẹp rồi đúng không? cố đệ. cố đệ, nani nani ikaga desu ka? Quyền sáng chọn một tố loan một chẳng hạn như cái này được không? Thảo Lê chính xác chính xác. Đáp án một là nan tệ là đưa ra ví dụ đúng không? Cửa hàng mình có rất là nhiều cái quần áo khác, có nhiều màu sắc khác nhưng mình gọi là đưa ra một cái ví dụ điển hình thôi đúng không? À vâng thưa quý khách, cái này có được không ạ? Đúng không nào? Vì vậy mình chọn nan tệ chẳng hạn như cái này được không? Rất tốt nào. Nan hoặc là năng cạ đúng không? Hai cái anh này thì rất là hay đi với N 3 này mọi người. Nan tệ và năng cạ đưa ra ví dụ, uh, đưa ra gợi ý nhẹ nhàng, uh, thể hiện sự khiêm tốn, uh, gì nữa nhỉ? Sự coi thường, xem nhẹ đúng không? Hoặc là trong văn nói thôi một câu cửa miệng. Năng ca sa đấy. Khá là nhiều ý nghĩa mọi người nhá. Có bạn nào đang học N 3 không? Năng cạ và nan chắc chắn là phải biết rồi đấy nhá. Số 2 ya thì của N4 thôi đúng không? Nó là ya ya na đó và và nhưng mà phải có một cái gì đấy đằng sau để liên kết để liệt kê đúng không mà đây là ikaga luôn thì không được số 3, nanika cái gì đó ví dụ nanika tsumetai mono nobitai na đúng không cái gì đó tôi muốn cái gì đó lạnh lạnh số 4, nano, -no. chắc chắn sau nô no là một danh từ rồi để bổ nghĩa cho danh từ đó nano home đúng không nano -no jashi đó rồi chúng ta đi tiếp nhá câu số 17 bảy nào mọi người junana bảo Oshire kara hokori, nani nani, no ga Chắc là bạn nào đang ở bên Nhật đúng không? Nhà nào cũng có cái này. Oshide kara hokkori hokkori là gì mọi người nhỉ. Album gợi ý nhá. Đây là từ album. A de ba Thủy tiên sáng chọn 2. Dada mai Mai cua sáng chọn 2. Ok. Annie Trần chọn 2. Hai hai, hai toàn là bụi đúng rồi ạ Đà đà kệ phía trước là danh từ tuy nhiên không phải danh từ nào cũng được không phải là cái ghế cái bàn đúng không mà nó sẽ hay đi với những danh từ thể hiện tính chất là hơi tiêu cực này hay phê phán trách móc một tí ví dụ như là hộp cô đi đà đà kệ toàn là bụi thôi rồi là mặt chi gai đà đà kệ toàn là lỗi sai thôi đúng không đúng rồi ok thế câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ tôi đã tìm thấy mitsukata một cuốn album đúng không toàn là bụi ở bên trong Tủ âm tường để Số 3 và số 4 thì nghe có vẻ nghĩa giống nhau, đều là từ chỉ là chỉ mức giới hạn đúng không? Tuy nhiên thì tsuka sẽ đi với thể phủ định, thể nai, còn dake sẽ đi với khẳng định, đúng không? Cái này thì của N4 rồi, n ba à của N5 luôn đúng không? Còn ipo, ipo có hai ý nghĩa, có bạn nào biết không nào? Ipo. Ok, có bạn Bảo Long học N2 có khác đúng không? Nên là chắc chắn sẽ biết ipo có nghĩa là gì hay ipo sẽ sẽ đang bảo là nó có hai ý nghĩa nếu mà xét về cuối n 3 nhá thì mình sẽ học là ipo đấy ipo cho bạn nào chưa biết cách đọc chữ hán này ipo ipo đấy là mặt khác đúng không là nói lên cái tính chất hai mặt của cùng một sự việc cùng một vấn đề nào đó thế còn ý nghĩa của đầu n 2 thì nó sẽ đi với ipo đã không biết mọi người có nhìn thấy cái phần giải thích thêm của CNC không nhỉ? Màu đỏ có dễ nhìn không mọi người? Ipo sẽ đi với V đựng nhá, V đựa. Cụ thể là những động từ thể hiện sự thay đổi đó là tăng giảm, tốt lên, xấu đi đúng không? Ví dụ như là fue được ipo đã là càng ngày càng tăng lên. Mày có nghe kịp không nhỉ? Memo kịp không? Ipo có hai nghĩa nhá, là càng càng hoặc là mặt khác, chính xác thảo lê sàng này. Thủy Tiên sàng ok. Hãy, tsugi câu số 18 nào. Uchi no kotori wa petto nani nani kazoku no ichiin ni natte iru. Chính xác, càng ngày càng là thể hiện khuynh hướng đấy, thể hiện sự thay đổi đấy nhá. Hai. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 18 nhá. Uchi no kotori wa kotori là con chim nhỏ, chim non đúng không? Nhà tôi. Petto thú cưng này, kazoku no ichiin là một thành viên trong gia đình ni natte iru. 18 bạn Thủy Tiên đang chọn 3. Tôi đi. Hãy Kế lâm sàng chọn 2 ừ. Phan Cảnh chọn 3 Hai. Phạm Quyền chọn 3 Thảo Lê 2 à Tôi yê bà Là thành viên đúng hơn là con chim ở ừ, ờ, Phạm Quyền sàng Phan Thị Ngân chọn 3 Xuân Trường 3 Ok, chúng ta đi đến phương án cuối cùng nhé Sam bảo tôi yêu yêu đi Tôi yêu đi thì nó sẽ là A này B đúng không? Và cái B là cái được coi trọng hơn, cái quan trọng hơn. Ngoài ra có thể nhấn mạnh bằng cách thêm mộ tức là tôi yêu nhiều đi mộ. Bạn nào mà học kỹ một chút á, thì nó sẽ có phần mở rộng là tôi yêu cả. Cái này thì nó sẽ xuồng xã thân mật hơn được sử dụng trong văn nói. Thì hoàn toàn ba cái anh này giống nhau nhá và dịch là nói là B đúng hơn là A. Thế cho nên với những cái người mà họ yêu động vật ấy, đúng không ạ? Thì con chim nhà tôi thì nó đã trở thành thành viên trong gia đình Nói đúng hơn, nó chỉ là một loại thú cưng Đúng rồi, về B đúng hơn là về A, chuẩn mọi người nhé Còn số 1 này, tôi yêu nó ạ, hoặc là tôi ạ Đúng không? Thì sẽ là đưa ra những cái câu định nghĩa, câu giải thích A là B A tôi yêu nó ạ, B no koto da, B tôi yêu imi da số 2, tôi tôi bà và tôi yếu tội to thì khá là giống nhau gọi là tương đương rồi nhá nó sẽ là nhắc tới danh từ phía trước thì đằng sau mình sẽ nghĩ ngay ra nảy ngay ra hoặc có một cái hình ảnh gì đó mang tính đặc trưng tiêu biểu ví dụ uh, ha được tôi về e bạn to sakura thì sakura ga ichiban yume des ví dụ nhắc tới mùa xuân của nhật bản thì hoa anh đào là nổi tiếng nhất ok chưa các bạn đã từng học hết bốn ngữ pháp này chưa nhỉ vì là ngữ pháp nên sẽ hơi dài và mức độ khó cũng tăng lên đúng không? Mọi người tích cực comment hơn mọi người nhé. Ok, chúng ta đi tiếp này. Còn hai câu nữa là dạng bài tìm ngôi sao hy vọng. Hãy, câu số 18. Itsumo nani nani zenzen ki ni shinai Yoda. Câu này có cần gợi ý không? gợi ý qua một chút nhé cho mọi người dễ làm hơn này thì ví dụ trong câu này mình sẽ căn cứ về trước là mộ về sau là zen zen chẳng hạn tổ về phần đáp án đây nó có một ngữ pháp rất là quen thuộc của đầu N3 Đứng trước Upanashi phải là V mắt sự, bỏ mắt sự Đúng không? Mà trong câu này có động từ nào? Chỉ có duy nhất ba Đúng không? Chui sa Người ta đã bỏ mắt sẵn cho mình rồi Vì vậy ba chắc chắn là đứng trước hai Thế bây giờ mình xem tiếp vị trí số 1 và số 4 nằm ở đâu. Có bạn Thảo Lê là người comment nhanh nhất, bạn chọn là 1, 3, 2, 4. Và đây cũng là phương án của bạn Bạch Trang này, bạn Bảo Long này, bạn Thủy Tiên nữa. Rất tốt mọi người nha. 1, 3, 2, 4, mai cua sáng, ok. Rồi, vậy là không để mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta đi đến đáp án luôn. Chính xác là 1, 3, 2, 4. Còn dịch nào, chúng ta sẽ dịch lần lần nha theo cái ngữ pháp của nó được sắp xếp. Ví dụ, itsumo hahaoya ni sareta ippanashi no imoto da ga zenzen ki ni shitei da. Tức là sao? Em gái của tôi đúng không? Lúc nào hoặc là suốt ngày bị mẹ mắng, thế nhưng mà nó hình như là hoàn toàn chẳng để ý gì cả. Lời nói gió bay đúng không? Nó không cải thiện mà nó cũng không sửa đổi. Đúng không ạ? Còn ở đây nhá là chúng ta sẽ cố gắng ôn lại ngữ pháp là Upanashi up Đằng trước là động từ bỏ mát sự đi thể hiện là uh, suốt đúng không? Ví dụ như là Zutto no shigoto Một công việc mà bắt buộc chúng ta phải đứng suốt này. Hay ngoài ra là cứ để nguyên như thế. Ví dụ như là nơi giúp chị đúng không quần áo chúng ta đi học về đi làm về mình cứ cởi ra để nguyên như thế không gấp mà cũng không giặt không làm gì cả thường là sẽ mang cái tính chất tiêu cực phê phán ừ, 141324 nhá 1324 nhá minh sàng 1423 là bị nhầm rồi nha minh sàng xem lại cái cách sắp xếp cũng như là giải thích phía trên của CC nhá 20. Saigo des ne minh sàng 20 nào Chotto nani nani toki ni Tomo da chi ga ki de kata Xem có trường hợp có bạn nào giấu như vậy không? Cho do Toki ni Ở đây có gợi ý là toki Toki thì về trước có thể là Động từ có thể là danh từ Phải không nhỉ? Ở đây có danh từ gì không? Có thể là danh từ số 3 này Động từ có thể là động từ số 4 này Đấy Tiếp theo là mình sẽ lần theo Benkyo U thì chắc chắn phải là động từ rồi Mà động từ thì chỉ có À 2 hoặc là 4 nữa đúng không? Có bạn nào có phương án chưa? Thì gợi ý thêm một bước nữa nhé Thì đây là ngữ pháp của N3 Chúng ta có Vemasu Bỏ masu đi Cộng với hajime được Có nghĩa là bắt đầu làm V Vì vậy chúng ta sẽ ghép được 2 với 4 Tức là bắt đầu làm Mà làm gì? Đúng không? Tức là thể hiện cái hành động Học, chắc là một phía trước nhỉ Còn shiken no, no thì no bên gió hãy 3124 liệu có phải là đáp án của câu này không? Có trùng phương án với bạn nào không ạ? Huy Văn sàng 3124, Đoàn Thắm sàng 3124, Hoa Nguyễn 3124, chuẩn luôn mọi người nha. Đấy, thì khi làm bài thực tế cũng vậy ạ à, Chúng ta sẽ lần lần theo từng cái ngữ pháp Hoặc là cái dấu hiệu liên quan tới trợ từ này Hay là uh, chợ trợ từ ốt, trợ từ nô no, Hay là những cái ngữ pháp phải bỏ mát Hay là chia như thế nào trước tô kỵ đúng không Ở đây ví dụ như mình đang nói là v tạ đấy Số 4 lên đây mà đúng không Sẽ là vê tạ tô kỵ Để cho mọi người đó, Đấy là mẹo để làm cái dạng bài này mọi người nhé Chốt lại phương án là 3, 1, 2, 4 Còn về cách dịch thì mọi người có dịch được chưa nhỉ À, đúng lúc đúng không? Dạ tổ kỳ khi mà tôi bắt đầu ôn thi bên kyo được chưa Bắt đầu ôn thi skeno bên là ôn thi nhá. Khi mà tôi bắt đầu ôn thi này thì bạn bè tôi đã tới tới nhà mình chơi và mình chẳng học hành được gì cả. Bạn tới thì chẳng nghe hai đứa lại học đúng không? một chắc là sẽ sẽ đến để chơi, đến rủ đi chơi. cá ok chưa? Lúc mà tôi đang chuẩn bị hay là đang vừa mới bắt đầu ngồi vào bàn học để chuẩn bị học bài, chuẩn bị ôn thi thôi thì bạn tôi đến và cuối cùng thì bên Kyodai Kinakata chẳng học hành được cái gì. 3124. 3124 nhé Sensei ạ. À? Ok, ngân sàng chính xác rồi. Đấy, i desu ne. Rồi, đó là 20 câu về chữ Hán từ vựng và ngữ pháp ngày hôm nay của lớp mình. Các bạn làm đúng tổng số bao nhiêu trên 20? Comment cho Sensei biết với nhá. Thử xem này từ đầu mình uh, làm được bao nhiêu trên 20 nhỉ? Rồi câu cuối cùng thì chúng ta có một câu danh ngôn muốn gửi tới cho mọi người Hãy tốt Bên kêu no kurushimi wa isshun no mono da ga Bên wa kia bên kiashishi quá tức là khổ ấy đúng không nỗi khổ đó hay là sự khổ cực vất vả trong việc học tập thì issue tức là nó chỉ mang tính khoảnh khắc thôi nhưng cái nỗi khổ mà chúng ta không chịu học thì nó sẽ là kéo dài cả một đời đó vì vậy là chắc chắn học hành thì sẽ vất vả sẽ khó khăn rồi nhưng mà mọi người hãy kiên trì nên mọi người nhé không là chúng ta sẽ vất vả cả đời đấy Uh, may quá bài sao em không sai câu nào omedeto hay bài sao thường là những cái bài gần cuối của ngữ pháp rồi cho nên là nó sẽ khá là khó các bạn cố gắng nhé ok rồi cho tôi ý đến hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tổng ôn được ba chủ điểm đó là từ vựng chữ Hán và ngữ pháp của cấp độ N3. Hãy mong là một buổi live ngắn ngủi một tiếng như thế này thôi nhưng sẽ giúp mọi người lấy lại được động lực uh, tinh thần học cũng như là focus you, ôn tập lại được rất là nhiều kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ngày mai là thứ sáu thì Dũng Odi sẽ tiếp tục live stream vào khung giờ này và sẽ live về N3 và N2 mọi người nhá Nên mọi người hãy tranh thủ sắp xếp lịch và tham gia live stream cùng chúng mình nhá Ok, kiyo wa kore de Minasan, deshita. Arigatou gozaimashita. お疲れ様です。バイバイね。また明日。がま、ね、るまいぐわいありがとうございました。じゃあね